Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu giám đốc dầu khí từ Đức về Việt Nam cách đây 2 năm, lại bị khơi dậy khi một thành viên của một nhóm xã hội dân sự ở Slovakia từng lên tiếng chỉ trích giới cảnh sát ở Slovakia. Phát hiện trong hồ sơ lưu trữ của Bộ Nội vụ nước này một hóa đơn trị giá 17.000 euro được tính cho Bộ Công an Việt Nam về chi phí một chuyến bay đến Mạc Tư Khoa khoảng ngày 26 tháng 7 năm 2017, tức là 3 ngày sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc từ công viên Czechat ở Berlin của Đức. Trang mạng The Lidl của Slovakia hôm 20 tháng 11 trích dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Denisa Sakova nói rằng vào tháng 10 năm 2017, bộ của ông đã xuất một hóa đơn trị giá 17.060,70 euro cho Bộ Công an Việt Nam cho việc sử dụng một chuyến bay đặc biệt của chính phủ tới Mạc Tư Khoa. Cũng theo trang mạng, Bộ trưởng Sakova thừa nhận rằng chưa có ai từ phía Việt Nam trả hóa đơn này, và hóa đơn này đã được hủy bỏ theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó là Robert Kalina. Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Đức lên tiếng về vụ bắt cóc, phía Việt Nam đã có động thái ngắt mạng Facebook để tránh thông tin lan truyền trong dân chúng. Chưa biết bắt Trịnh Xuân Thanh sẽ giải quyết được niềm đau nào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng trên mặt trận ngoại giao và quan hệ quốc tế thì đây là một thất bại nặng nề. Các báo chí lớn của nước ngoài đang đưa tin rầm rộ về vụ bắt cóc và trục xuất nhân viên ngoại giao Việt Nam, không thua gì vụ cô gái LOL Việt Nam tham gia ám sát anh trai Kim Jong-un. Chắc chắn rằng sau vụ này, lực lượng tình báo và an ninh của Việt Nam ở bên ngoài sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của quốc gia sở tại vì sợ sự manh động của các anh. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức nói riêng và châu Âu nói chung sẽ bị tổn hại khó đong đếm. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Trịnh Xuân Thanh bị chuyển từ một nước Đông Âu về Việt Nam trên cáng cứu thương trong chuyến bay chuyên chở bệnh nhân. Bài viết của tác giả Trung Khoa được đăng trên trang thời báo.de. Tối thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2017 theo giờ địa phương, chương trình Hertzsprecher của Đài truyền hình quốc gia Đức ZDF, một trong hai truyền hình lớn nhất nước Đức, đã dành hơn 3 phút tường thuật về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin và áp tải về Việt Nam. Việc bắt cóc được thực hiện giữa ban ngày, khi ông này đang cùng một người bạn ngồi nói chuyện trên chiếc ghế băng trong công viên Tigerton ở trung tâm thủ đô Berlin. Nhóm đối tượng tấn công đã áp chế ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng, lôi lên xe và chở sang một nước thuộc Đông Âu. Tại đây đã có một chiếc máy bay chờ sẵn. Ông Trịnh Xuân Thanh được đặt trong một chiếc cáng thương và các nhân viên mật vụ ngụy trang thành người chăm sóc bệnh nhân đưa ông lên máy bay để chuyên trở về Việt Nam. Theo video của kênh ZDF phát buổi họp báo vụ Trịnh Xuân Thanh hôm 2 tháng 8 năm 2017, đặc biệt xem từ phút thứ 1.58, đài ZDF cho biết Trịnh Xuân Thanh bị chuyển về Việt Nam trên một chiếc cáng cứu thương trong một chuyến bay chuyên chở bệnh nhân và những nhân viên mật vụ ngụy trang thành người khiêng cáng cứu thương. Máy bay cất cánh nơi nào đó ở Đông Âu. Cảnh sát tiếp tục làm rõ và sẽ công bố các chi tiết tiếp theo. Thời báo.de sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nhanh nhất. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Việt Nam rơi vào thế kẹt với Đức. Bài viết của tác giả Viễn Đông được đăng trên trang VOA Việt ngữ. Chính quyền Hà Nội đang trong thế tiến thoái lưỡng nam sau khi Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất của mình và đòi đưa ông trở lại Đức, theo giới quan sát. Trong thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng vụ bắt cóc này chưa từng có tiền lệ và vi phạm trắng trợn luật pháp của nước Đức cũng như quốc tế. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Mỹ, nhận xét rằng Việt Nam đang ở trong thế kẹt. Ông nói thêm, nếu đúng, nó tạo ra thế khó xử cho Việt Nam, tạo thêm rắc rối. Đây là vấn đề ngoại giao khó xử, nó tạo ra một tình huống tương đối là xấu. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh rằng không còn nghi ngờ về chuyện các cơ quan của Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có liên quan tới vụ này. Tới tối ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở thủ đô Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA tiếng Việt. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng không nói rõ chi tiết về vụ việc này. Về những diễn biến sắp tới, giáo sư Hùng nói rằng Việt Nam cần phải hồi đáp trước yêu cầu của chính quyền Berlin. Ông nói tiếp, đòi hỏi của ngoại giao Đức thì phải giải quyết, tùy việc giải quyết nó ra sao. Và khi giải quyết thì Việt Nam có ưu tiên gì? Trong nội bộ có mâu thuẫn gì hay không? Người nào sẽ chịu trách nhiệm? Người ta nói rằng làm cái gì phải biết cái giá mà ta phải trả.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng, sự việc kiểu này có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam một cách hết sức bất lợi. Chính quyền Berlin cũng nói rằng, Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức vào hồi đầu tháng trước. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A có viết, lò Đức thiêu củi nào? Người từng tham dự nhiều cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội nhận xét rằng chuyện tự nguyện về đầu thú là hoang đường và rằng hệ lụy ngoại giao không thể lường trước được. Vào hôm 31 tháng 7, phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong chuyện chống tham nhũng. Vietnamnet trích lời ông Trọng nói, khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Ông Thanh bỏ trốn năm ngoái trong bối cảnh Tổng Bí thư Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét và kết luận thông tin liên quan tới nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Tin sẽ được tiếp tục cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Tấn Dũng bây giờ ra sao? Bài viết của tác giả Hải Âu được đăng trên trang Dân Làm Báo. Nguyễn Phú Trọng đang ném khúc củi khô Trịnh Xuân Thanh vào lò, rồi sẽ đến những khúc củi tươi như Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng. Tất cả đang tạo ra một thế cờ tàn cho những kẻ chiếu dưới không nằm trong phe cánh của Trọng. Không một đảng viên nào, không một tổ chức nào thuộc Đảng Cộng sản nằm ngoài bàn cờ chính trị này. Nhưng mục tiêu lớn nhất mà Trọng muốn tiêu diệt chính là Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam trong hai nhiệm kỳ trước. Mặt trận chống tham nhũng bằng quy trình đả muối diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng đang ở thời điểm quyết liệt khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và cho ra đầu thú. Nhiều câu nói được đặt ra là con ruồi Trịnh Xuân Thanh sẽ khai gì trong quá trình thẩm vấn điều tra và nhân vật nào sẽ là đối tượng tiếp theo của Nguyễn Phú Trọng trong chuyên án bám trụ chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Không khí lò Cộng sản đang nóng lên từng giờ từ những cuộc thanh trừng nội bộ và độ nóng gia tăng với việc Nguyễn Phú Trọng tung đàn em bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong đảng đã rơi vào tầm ngắm của Trọng trong kế hoạch đốt cho lò Cộng sản nóng lên. Nguyễn Phú Trọng đang ném khúc củi khô Trịnh Xuân Thanh vào lò. Rồi sẽ đến những khúc củi tươi như Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng. Tất cả đang tạo ra một thế cờ tàn cho những kẻ chiếu dưới, không nằm trong phe cánh của Tổng Trọng. Không một đảng viên nào, không một tổ chức nào thuộc Đảng Cộng sản nằm ngoài bàn cờ chính trị này. Nhưng mục tiêu lớn nhất mà Trọng muốn tiêu diệt chính là Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam trong hơn hai nhiệm kỳ trước. Vấn đề lớn được giới quan sát đặt câu hỏi lúc này là đồng chí 3X hiện giờ ra sao? Những biến động chính trị hiện tại có ảnh hưởng như thế nào đối với người tử tế khi mà những tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng lần lượt bị thanh trừng, dù đã về hưu sau khi bị Nguyễn Phú Trọng hạ knock out vào những phút chót trong cuộc chiến tham quyền tại kỳ đại hội 12 của Đảng Cộng sản. Nhưng những ảnh hưởng của 3X vẫn rất lớn, khiến cho đương kim Tổng Bí thư Cộng sản luôn bất an khi mà chân rết của đối thủ vẫn lượn lờ trong hệ thống cai trị của Đảng. Trong thời kỳ đương nhiệm, Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng một đế chế quyền lực bằng việc thâu tóm kinh tế xung quanh mạng lưới vệ tinh như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Trần Quốc Liêm, Trầm B, Trịnh Xuân Thanh, v.v. Hầu hết các nhân vật này đều đã, đang và sẽ rơi vào cái lò của Nguyễn Phú Trọng với sức nóng khủng khiếp từ cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, để triệt hạ được Nguyễn Tấn Dũng không phải là điều dễ dàng cho Nguyễn Phú Trọng, nhất là việc những đồng sự của Dũng vẫn còn nắm những vị trí quan trọng trong Đảng, guồng máy của nhà nước, các doanh nghiệp và lĩnh vực ngân hàng. Nếu Trọng quyết tâm đốt sạch những cây củi để bứng cái gốc 3X thì rất có thể chiếc bình Cộng sản mà Trọng đang nắm giữ sẽ vỡ tang. Chiến lược của Trọng chủ yếu tập trung vào việc triệt hạ đối thủ lớn nhất là Nguyễn Tấn Dũng. Để đạt được mục tiêu này, trước tiên, Nguyễn Phú Trọng buộc phải triệt hạ tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng nhằm có được những chứng cứ thuộc hàng thâm cung bí sử về đồng chí không đồng bọn 3X. Về phía Nguyễn Tấn Dũng, chắc chắn cũng không thể nào chấp nhận ngồi chờ tới lượt mình bị biến thành cây củi bị quăng vào lò Cộng sản. Bằng chứng là con gái lớn của 3X Nguyễn Thanh Phượng đã kịp tẩu tán khối tài sản lớn trong các tập đoàn kinh tế lớn. Hơn nữa, Dũng cũng đã tính nước xa khi đưa các con của mình đi học, cũng như tạo dựng cơ sở ở các nước tư bản.
Vấn đề là nếu ván cờ này Dũng thua thì không biết có kịp đi chữa bệnh ở nước ngoài như một số quan chức nhà sản đã từng làm giống kiểu Trịnh Xuân Thanh hay không mà thôi. Bước đường cùng, Nguyễn Tấn Dũng có thể huy động tàn quân, bắt tay với những đối thủ của Trọng như Trần Đại Quang và các tướng lãnh trong quân đội đang bất mãn vì hành động hèn hạ của Nguyễn Phú Trọng đầu hàng Bãi Tư Chính. Sau Đại hội Đảng Cộng sản 12, có lẽ đây là thời điểm khốc liệt nhất trong cuộc chiến quyền lực của những kẻ cầm quyền Cộng sản. Một đảng phái không có tính chính danh, ngay từ khi cướp chính quyền để rồi cai trị đất nước bằng sự dối trá và bạo tàn. Một hệ thống nắm quyền luôn có những sai phạm nghiêm trọng đưa quê hương, dân tộc đến bờ vực của sự diệt vong. Thì rõ ràng, dù kẻ nào chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực Cộng sản cũng không thay đổi bản chất đen tối của chúng. Đất nước chỉ thật sự thay đổi khi không còn bóng dáng của Cộng sản. Những cuộc chiến giữa những kẻ cầm quyền bạo tàn chỉ là dấu hiệu cho thấy sự tan rã